Thúy Quỳnh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi đến một địa điểm mới nữa của Sài Gòn. Bật mí với các bạn trước, đây là một địa điểm khá là linh thiêng. Đó chính là chùa Miếu Nổi ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Miếu Phù Châu, ngôi miếu 3 thế kỷ lênh đênh giữa dòng sông. Đường đến miếu cũng rất dễ tìm thôi. Từ ngã tư Vincom, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, bạn chạy xe theo đường Nguyễn Thái Sơn, hướng đi bến phà An Phú Đông. Đến cuối đường, rẽ vào đường Trần Báo Sao, chạy thêm vài trăm mét nữa là sẽ đến bãi gửi xe để qua bến đò đến miếu. Giá gửi xe ở đây là 10.000 đồng một chiếc. Từ bãi giữ xe, các bạn men theo con đường nhỏ bên trong là tới bến đò rồi. Tại vì chùa Miếu Nổi nằm ở trên sông cho nên các bạn sẽ phải đi đò ra, vì thế là các bạn sẽ gửi xe ở chỗ này. Có cái biển là bãi giữ xe đi Miếu Nổi thì các bạn vào đây các bạn giữ xe và đi men theo con đường này dọc xuống là sẽ tới bến đò. Hãy cùng đi với Quỳnh nhé. Mến Quỳnh đang đứng ở bến đò để đợi đò sang bên chùa Miếu Nổi. Tuy nhiên đứng ở đây thì các bạn cũng có thể quan sát thấy ở đằng xa, đó chính là bến phà An Phú Đông. Đây là một trong những bến phà hiếm hoi còn sót lại ở trung tâm Sài Gòn. Nó kết nối giữa phường An Phú Đông quận 12 và phường 5 quận Gò Vấp. Và hầu như là với tần suất hoạt động liên tục như thế này các bạn cũng có thể thấy. Trong khi đợi đò đi tham quan miếu Phù Châu, Quỳnh sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về bến phà An Phú Đông ở ngày đó nhé. Ngày xưa, khi người dân Sài Gòn muốn qua mỗi con sông rạch, họ đều phải đi qua những bến đò, bến phà như thế này. Sau nhiều năm, bao cuộc đổi thay, giờ trong lòng Sài Gòn chỉ còn bến phà An Phú Đông này thôi. Tại đây có 4 chiếc phà của hai chủ đầu tư khác nhau luôn phiên chạy. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người di chuyển qua phà để đi học, đi làm. Đồng nhất là vào lúc sáng sớm và chiều muộn. Việc đi qua phà giúp cho hành khách rút ngắn quãng đường di chuyển gần 10 km từ quận ngoại thành về trung tâm và hướng ngược lại. Từ nhiều năm nay, mức phí qua phà chỉ 1 đến 2.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, đối với học sinh, người lao động nghèo, người tàn tật, người già, bến phà miễn phí hoàn toàn. Sẵn tiện tìm hiểu qua sơ vậy thôi nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại với miếu Phù Châu hay còn gọi là chùa Miếu Nổi nhé. Và thêm một điều đặc biệt cho các bạn nha, để đến được chùa Miếu Nổi thì chúng ta sẽ phải đi đò. Mỗi chuyến cách nhau khoảng 10 phút và từ bến ra tới chùa là sẽ mất khoảng 5 phút. Vì thế các bạn cũng không lo bị say sóng đâu. Bây giờ mình sẽ xuống đợi phà nha. Chuyến đi và về, theo Quỳnh thấy thì cũng khá là rẻ và hợp lý. Khoảng cách từ bờ đến chùa rất gần nên là bạn cũng không lo bị say sóng đâu, chỉ khoảng 5 phút thôi. Mỗi chuyến đò sẽ cách nhau 10 phút. Điều này rất thuận tiện cho du khách, bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển. Các bạn ơi, mình đã đến miếu Phù Châu hay còn gọi là chùa Miếu Nổi rồi nè. Ngôi miếu này có diện tích khoảng 550m2 nhưng một được đặt trên một cái cồn đất hình bàn chân có diện tích khoảng 2.500m2 luôn. Trời, chắc đi mệt nghỉ luôn á. Bây giờ thì mình thử vào bên trong ngồi xem không gian bên trong như thế nào nhé. Vẫn không rõ thời gian cụ thể xây dựng nhưng mà ước chừng thời gian dựng miếu vào khoảng thế kỷ 18 hay đầu thế kỷ 19 gì đó, tức là đến nay đã tồn tại gần 300 năm rồi. Tương truyền một người đàn ông trải lưới trên đoạn sông này đã vớt phải xác một người phụ nữ. Ông đã đem chôn lên cù lao rồi lập một miếu nhỏ để thờ oan hồn. Từ đó cuộc sống của ông khấm khá hơn. Những người dân, chủ ghe thuyền sau đó tới đây cầu phúc nhiều. Dần ra họ dựng lên một ngôi miếu khang trang thờ ngũ hành, long mẫu để cầu mong được thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an. Cũng có truyền thuyết cho rằng một ngư dân đã vớt được pho tượng được cho là tượng của bà Thủy Tế khi đánh cá, sau đó người dân lập miếu để thờ.
Trước năm 1975, đây là điểm hành hương nổi tiếng của người dân Sài Gòn, nhưng mà sau đó gần như là bị bỏ hoang. Đến năm 1989, một người Hoa tên là Lục Câu đã bỏ tiền sửa sang, khôi phục lại miếu. Sau nhiều lần trùng tu thì miếu Phù Châu đã trở nên khang trang hơn với lối kiến trúc đặc sắc và lẫn nét văn hóa Việt Hoa. Các bạn ơi, điều mà Quỳnh ấn tượng nhất khi đến với miếu đó chính là đây. Những con rồng như thế này hầu hết đều được ốp sành ốp sú hết ở bên ngoài, từng cái vảy rồng như thế này luôn. Con rồng này chắc cái đầu nó cao khoảng 3 mét luôn á, và có hướng cái đầu là hướng phía lên trên bầu trời, và hai bên đều là hai con rồng như thế. Tiếp theo tiến vào sâu bên trong là ở cái cột này, hai cột này cũng là hai con rồng ở vị trí đối diện nhau. Và cũng giống như vậy, tất cả các con rồng ở đây đều được chạm khắc rất tinh tế. Từng vảy rồng, từng cái gần như là từng cái gân một đều được chạm trổ rất là tinh vi. Màu sắc cũng rất là bắt mắt nữa. Có vẻ như là người đã xây dựng nên ngôi miếu này phải rất kỳ công mới có thể xây nên được một ngôi miếu như thế này. Mới ở ngoài đã thấy rất đẹp và rất linh thiêng rồi, bây giờ mình vào bên trong xem nhé. Trong khu vực trung tâm thờ tự được chia ra 3 phần là tiền điện, trung điện, chính điện, và mỗi điện đều thờ phụng những nhân vật khác nhau. Như là ở khu vực tiền điện là thờ Phật Di Lặc, hai bên thờ Phật Tổ Như Lai và Địa Mẫu. Phía trước là Quan Âm Chuyển Đề ngồi trên tòa sen với 18 cánh tay đang cầm pháp khí. Dọc bên tường treo hai bức phù điêu Thập Bát La Hán. Trung điện thì thờ Tế Thiên Đại Thánh, xung quanh là bao la bằng gỗ chạm lọng theo mô típ tiên nữ dâng đào với 4 chữ khắc Thánh Gia Bảo Điện. Và khu vực chính điện thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu, bên trong đặt 5 lọ tượng gỗ thờ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trước điện kê bàn hương án thờ Bà Chúa Xứ Châu Đốc và Cửu Huyền. Bên phải chính điện thờ Quan Công, bên trái thờ Bao Công. Đối diện điện thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu là điện thờ Bà Kim Mẫu, Địa Mẫu, Long Thần, Hộ Pháp. Trên tường trang trí những bức phù điêu màu sắc rực rỡ hình tùng hạc. Thật sự là khi bước vào khu vực trung tâm, Quỳnh bị choáng ngợp bởi kiến trúc ở đây luôn. Từ hình ảnh của hàng trăm con rồng uốn lượn cùng với hàng trăm nén hương uốn lượn trên trần nhà đưa lại cho bạn cảm giác như là đang bước vào một thế giới tiên cảnh, nó cứ chập chờn, mờ mờ, ảo ảo vậy đó. À, mà Quỳnh để ý là ở miếu, những con rồng là thiết kế chủ đạo nha. Nhìn ở đâu cũng thấy rồng hết, từ các cột trống cho đến cả mái nhà với rất nhiều tư thế khác nhau. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bức phù điêu trên cột, tường và trần nhà nữa. Sau khi đi viếng miếu xong thì quý vị có thể tản bộ nghỉ ngơi ở phía khuôn viên bên ngoài miếu với những hàng cây xanh rất là mát mẻ như thế này. Và đặc biệt là ở phía bên ngoài sân có một hồ. Ở dưới này là hồ nuôi rùa và các bạn cũng có thể cho rùa ăn ở đây luôn. Người dân thường đến chùa miếu nổi vào đầu tháng, đặc biệt là đầu năm để cầu tài, cầu duyên, cầu mong may mắn, bình an, làm ăn thuận lợi. Ở đây cũng luôn chuẩn bị sẵn nhang rồi, nên là các bạn nếu muốn thì có thể mang đi thêm hoặc sử dụng nhang của miếu đều được nhé. Quý vị thân mến, chùa miếu nổi có thể được coi như là một địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê tín ngưỡng tâm linh. Cùng với đó thì các bạn cũng có thể chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc sắc của cả người Việt và người Hoa nữa. Thì Quỳnh đã đến đây và rất là thích ngôi chùa này rồi. Vậy thì các bạn hãy cùng với người thân và bạn bè của mình đến trải nghiệm ngôi chùa miếu nổi này nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.